Ngày xưa là chú bán ngay cổng đình Bà Chiểu á nha, một chiếc xe đẳng. Rồi bây giờ chú mở cái chi nhánh ở đây. Còn vẫn còn. Con YouTube có lấy địa chỉ cho không? Con quay con về con làm lại thì quay xe quay người luôn sao biết hả? Hả? Sao biết không quay chúng thì sao ta nhìn vô ta biết, nhiều khi ta tìm chỗ khác thì sao. Chú ra clip của Mười Khó, clip của quay cho Mười Khó, Mười Khó quay nó chuyện trực tiếp luôn nha. Rồi đợi em tí nha chị, cho nó gáo đó nha. Từ để xe sát vô một tí nha.